Thưa quý vị, nhằm chăm sóc hỗ trợ người cao tuổi một cách hiệu quả kịp thời, các cán bộ hội người cao tuổi và ban chủ nhiệm các câu lạc bộ liên thế hệ Tự Giúp Nhau đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng kiến thức về chăm sóc sức khỏe, các văn bản hướng dẫn thực hiện luật người cao tuổi, qua đó thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho người cao tuổi tại địa phương. Tham gia lớp học là những cán bộ thuộc các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn thành phố, trạm y tế các xã phường, ban chủ nhiệm 10 câu lạc bộ liên thế hệ Tự Giúp Nhau. Tại đây, các cán bộ hội được trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng mới trong công tác người cao tuổi, rà soát đánh giá tác động của các câu lạc bộ để chia sẻ các bài học kinh nghiệm, qua đó tăng cường sự tham gia của người cao tuổi trong các hoạt động tăng thu nhập cũng như tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc xã hội và sức khỏe. Thông qua cái lớp tập huấn người cao tuổi là chia sẻ được nhiều cái niềm vui, nhất là về đời sống về tinh thần. Và thông qua cái hoạt động của cái câu lạc bộ này, người cao tuổi tiếp xúc với được rất nhiều cái mô hình mới, đặc biệt là về cả cái trò chơi là vui vẻ, rồi cả cái cách để làm tăng thêm cái thu nhập. Qua cái lớp tập huấn hôm nay thưa các, thì tôi thấy rằng là nó có lợi ích rất nhiều cho người cao tuổi. Về thứ nhất là về mặt chăm sóc sức khỏe, rồi cái mặt sinh hoạt, thể dục nè, rồi cái kỹ năng mà nói, rồi hoạt động của người cao tuổi nó tăng thêm ra cái trí nhớ của người cao tuổi linh hoạt hơn và có nhiều cái lợi ích, thì truyền đạt được cái niềm vui của tuổi già. Thông qua lớp tập huấn đã góp phần từng bước đưa chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với người cao tuổi, đồng thời tuyên truyền vận động các thế hệ đánh giá đúng vị trí và vai trò người cao tuổi, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng, sở ban ngành các cấp trong việc phối hợp thực hiện các chính sách liên quan người cao tuổi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng thu nhập, kéo dài tuổi thọ cho những người cao tuổi thiệt thòi trên địa bàn.